Vậy hả? Vậy mai mốt á, bà nhớ cho tôi coi nha. Đúng rồi. Thơm ơi, Thơm. Anh Hùng. Lớp trưởng. Bà lên trước đi. Dạ. Chào hai bạn nha. Hai anh. Hai anh khỏe không? Khỏe. Khỏe. Em nhớ hai anh quá trời luôn á. À. Vậy hả? Dạ, bác thân thường lắm anh. Nè. Hùng. Gì à? Buông ra. Anh. Người ta nhìn đó. Người ta nhìn thì kệ người ta, có sao đâu. Em mong tới sáng để được gặp anh. Em có quà cho anh nè. Anh nhận đi. Nhi à, mình cảm ơn Nhi nhưng mà mình không nhận đâu. Món quà nhỏ thôi, anh không nhận là phụ lòng người ta đó. Nhận đi. Mình cảm ơn nha. Anh. Đừng phiền anh. Nè. Ê Huy, cho anh hỏi cái này nha. Thôi em lên trước. Lời đầu tiên, thầy hoan nghênh các em đã được lên lớp 12B. Ba tháng hè vừa qua chắc các em vui chơi thoải mái rồi phải không? Dạ. Vui. Thầy rất vui là được gặp lại các em và được làm chủ nhiệm của các em thêm một năm nữa. Các em cũng biết là trong năm học này rất quan trọng như thế nào. Thầy hy vọng là tất cả mọi người sẽ cùng cố gắng để đạt được một kết quả thật cao, phải cao hơn nhiều năm trước. Các em cũng biết đó, 12 năm trời ngồi trên ghế nhà trường, năm nay là năm cuối cùng để quyết định các em phải chia tay nhau như thế nào. Các em phải vượt qua hai kỳ thi, đó là tốt nghiệp, tú tài và kỳ thi đại học. Thầy nghĩ là hai kỳ thi này không phải dễ. Nếu các em vượt qua hai kỳ thi này và học xong đại học, các em có thể mở toang cánh cửa bước vào tương lai để có cuộc sống vững vàng. Nên thầy muốn nhắc các em, ngay từ những ngày đầu của năm học, các em phải cố gắng hết sức mình để học tập. Tôi mong mọi người thật sự có ý thức được rõ tầm quan trọng của vấn đề này. Còn bây giờ, ai có ý kiến gì thì chúng ta cứ tự nhiên trao đổi, như là các thông tin về các trường đại học hoặc là tuyển sinh thì cứ gặp thầy. Thầy là người đi trước, thầy sẽ hỗ trợ cho các em. Nếu các em không có ý kiến gì á, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiết học mới của năm học này. Nè, chú em, dạo này khỏe không? Dạ, em khỏe à. Vậy hả? Tao sợ chú mày không khỏe. Tao muốn cho chú mày xem một thứ này. Cái gì vậy anh? Đó, nhìn thẳng. Bản dơ. Ê, tí về nhớ đi chơi đá banh nha. Nhưng mà anh mày không biết cách nào làm cho nó hết dơ. Thì mình lau nó mới hết dơ chứ anh. Vậy mày nghĩ sao mày còn ngồi ở đây? Đi lên bảng. Đi. Dạ em đi liền. Dạ, em chào cán bộ. Dạ, chào cán bộ. Dạ. Ê. Dạ, em chào Dũng cây. Dũng không có cây mày. Tao không có biệt danh như vậy. Chẳng qua là tại vì tao chỉ thích ăn thịt chó thôi. Mày đang làm gì hả? Dạ, em đang xạc cỏ. Sạc cỏ mà sạc vậy hả? Mày sạc mạnh tay lên coi. Dạ, em biết rồi ca. Dạ. Làm cho kỹ vô. Dạ. Dạ. Chúng tao lại kiểm tra. Làm chưa xong á, biết tay tao đó. Dạ. Dạ. Không. Anh Hùng, sao không mở quà ra coi đi? Lát về Hùng mở. Thôi, mở liền bây giờ kìa. Nhi muốn mở liền bây giờ. Đằng nào cũng mở. Thì bây giờ anh Hùng cứ mở ra đi, cho Nhi vui. Mở ra đi.
Leo vô nha, đeo thử đi. Đẹp không? Thích không? Ờ, cũng được. Đẹp quá à. Lên. Ủa, Hùng, sao tới mà không báo trước? À, tại mình muốn tạo sự bất ngờ cho Lan. Lan uống gì? À, cho một ly cam nhé. Dạ. Anh thì uống anh thì gì? Cho anh một ly cà phê sữa đá. Dạ. Lan, sao Lan về nước khi nào mà không gọi cho Hùng? Ờ, Lan mới về thôi à. Cũng tại mấy hôm nay lu bu quá, Lan cũng định liên lạc với Hùng đó chứ. À, 3 tháng hè thế nào? Ờ, cũng không có gì mới, công việc vẫn bình thường. Ừ, Hùng cũng nhập học rồi có phải không? Hùng nhập học rồi, hôm qua đó. Còn Lan, Lan học bên đó thế nào? Mọi chuyện tiến triển rất là tốt. Còn kế hoạch học tập năm nay thì sao? À, thì kế hoạch vẫn vậy thôi. Mục tiêu á là tốt nghiệp cấp 3 và đậu trường đại học kiến trúc. Là có tiếp tục ủng hộ Hùng không? Tất nhiên rồi. Hùng xứng đáng được ủng hộ nhiệt tình từ những người xung quanh mà. Những người xung quanh? Ờ, không phải vậy sao? À, em biết sao không? Phải chi anh có sức học như thằng Hùng thì đâu phải sợ vậy. Trời, vô lý. Sao chữ nghĩa anh bay hết vậy? Không phải anh không tập trung, mà tại vì anh học không có vô. Sao không vô? Thầy giảng cho anh cũng như cho tụi em. Tại sao tụi em vô mà anh không vô? Em nói vậy là không có đúng. Mỗi người có sức học khác nhau, mỗi người có một thế mạnh khác nhau. Như anh nè, thế mạnh của anh là làm thơ. Anh làm thơ là vô địch. Còn thế mạnh của thằng Hùng là học giỏi. Mà nó học giỏi ở tất cả các môn luôn. Phải chi nó chịu chỉ bài cho anh thì chắc chắn anh sẽ tốt nghiệp cấp 3. Trời ơi, chạy rớt cặp ta. Anh Hùng. Anh coi nè. Trời, đẹp ghê luôn á. Hợp với anh dễ sợ luôn á. Anh, từ bây giờ trở đi á, anh đừng bao giờ gỡ cái đồng hồ này ra nha. Tại sao? Anh Hùng đeo cái đồng hồ này giống như là Nhi đang ở cạnh anh Hùng vậy đó. Đừng bao giờ gỡ ra nha. À, cô Hạnh, cô khoan đi đã. Dạ anh chào cô. À, nhanh lên cô đi. Cô Hạnh. Ừ, lẹ lên, lẹ lên. Tôi muốn nói với cô. Cậu kêu tôi có chuyện gì không? Cô đã nhận được tập thơ của em chưa cô? Tội giọng. Tôi đã nói với cậu rồi, nếu mà cậu còn một lần như vậy nữa, tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm việc này đó. Không sợ kiểm điểm đâu. Em viết 1.000 tờ cũng được. Chỉ cần cô đồng ý thôi. Đồng ý? Mà đồng ý chuyện gì? Đồng ý... Trời giọng.
Rồi hãy dẹp ngay cái ý nghĩ ảo tưởng đó đi nha. Còn nữa, trò mới vừa nói gì? Viết 1000 bản kiểm điểm. Vậy thì ngay bây giờ trò về mà viết liền đi. Bởi vì ngay bây giờ tôi sẽ lên gặp cô giám đốc để trình bày chuyện này đó. Em viết kiểm điểm cũng được. Cô đừng mát. Cô giám đốc giùm em nha cô. Thứ hai tuần này, nếu mà tôi không nhận đủ 1000 bản thì tôi sẽ nhân nó lên. Cho đến khi nào anh làm đủ thì thôi. Cô... Em xử lý thế nào? Còn sao nữa? Em bắt cậu ta viết 1000 bản kiểm điểm luôn. Cái gì? 1000 bản luôn đó hả? Ừ. Mà anh cũng không ngờ là anh ta lại bạo gan như vậy. Nhưng bây giờ anh ta đã dám nói ra rồi. Em thấy á, chuyện này là do anh đoán sai, nên anh phải có trách nhiệm giúp em giải quyết đó. Ở bên Singapore, nhiều lúc thèm được đứng hóng gió sông Sài Gòn như thế này. Nếu Lan thích, Hùng sẽ thường xuyên đưa Lan tới đây. Ừ. Nè, ai cho phép Hùng đổi cách xưng hô vậy? Mới lời có một chút mà đã hư hỏng rồi. Khi nào chính thức học lại, Hùng sẽ đổi cách xưng hô. À, Lan, Hùng có chuyện quan trọng muốn nói với Lan. Chuyện gì? Hùng thích Lan. Từ bữa tới giờ chắc mày tiết kiệm được khá hả? Không biết nữa. Tao đang muốn đập ra xem đây. Ờ, vậy thì đập ra đi. Thôi, đợi một thời gian nữa đi. Bây giờ chắc cũng chưa được bao nhiêu đâu. Như mày còn sướng hơn tao. Còn tao dư được đồng nào phải gửi về quê hết trơn. Học kỳ này còn chưa đóng tiền học phí nữa. Không biết đào đâu ra tiền đây. Ê, tao nghĩ là tụi mình phải nên làm thêm một cái gì đó để kiếm thêm tiền đi. Chứ tiền lương hàng tháng xài bao nhiêu cũng không đủ. Mày nói hay quá. Bây giờ làm cách nào để kiếm được nhiều tiền? Trời ơi, 1000 bản kiểm điểm. Viết xong 1000 bản kiểm điểm chắc là anh chết luôn quá. Chịu thôi. Ai biểu anh lượng bạn làm gì? Cũng tại thằng Quý Mập. Mày á, mày kêu anh là tỏ tình với cô giáo. Vậy mày phải có trách nhiệm viết 1000 tờ kiểm điểm của anh. Em kêu anh đổi chiến lược chứ đâu kêu anh làm vậy. Thôi. Bây giờ á, không được thì bỏ đi. Còn nếu anh không muốn bỏ, em có cách khác. Không. Có chuyện này nè, anh muốn nhờ em giúp anh nè. Giúp cái gì anh? Biết làm sao không? Mấy ngày nay vô học á, anh học không vô. Anh sợ bị thi lại quá. Cho nên anh muốn nhờ em giúp cho anh. Ha. Đâu có khơi khơi vậy được. Người ta nói là có qua có lại thì mới toại lòng nhau.
Chắc là anh phải giúp em cái gì đó đó nha. Chỉ cần mà em giúp anh cho cô bài ké giống như Nguyên năm ngoái á, miễn sao anh đủ điểm tổng kết, em muốn gì anh cũng chịu hết. Muốn gì cũng chịu hết hả? Đúng, em muốn gì anh cũng chịu hết. Em muốn mượn anh 20 triệu. Chơi hay giỡn? Em nói thiệt. Nó chơi làm gì? Em đang muốn mở quán giải khát bình dân. Em muốn mở quán nước? Dạ. Hãy chúc mừng kế hoạch của em. Sao thầy biết ạ? Dạ, mời anh. Anh uống gì ạ? Một ly cà phê đá. Dạ. Thầy nghe giọng nói, thầy ủng hộ kế hoạch này. Nếu em mở quán, thì em sẽ chủ động được thời gian để tập trung vào việc học tốt hơn. Dạ, em chưa làm kinh doanh bao giờ. Nhưng mà em đã tham khảo rất kỹ. Em tin chắc là mình sẽ thành công thầy ạ. Nếu em quyết tâm như vậy á, thì thầy nghĩ em sẽ thành công thôi. Nhưng mà như vậy, em cứ mạnh dạn lên, thầy tin em sẽ làm được. Nhiều thì thầy không có, nhưng mà khoảng vài chục triệu á, thì thầy sẽ giúp em. Dạ, em cảm ơn thầy. Anh chào cô. Chào cô. Cậu làm cái gì mà cứ đi theo tôi hoài vậy? Có chuyện gì vậy? Thưa cô, em nộp bản kiểm điểm. Bao nhiêu tờ? Dạ, thưa cô, em viết đúng 1.000 tờ. Em viết đúng 10 ngày đó cô. Tôi rất là vui khi cậu đã hiểu ra vấn đề. Thưa cô, em hiểu à. Cậu giọng mà. Dù đây là trung tâm giáo dục thường xuyên, dù là các cậu đang học bổ túc, nhưng vẫn phải giữ kỷ cương sư phạm. Cô ra cô, trò ra trò. Mặc dù cậu có thể lớn tuổi hơn tôi đi chăng nữa. Em hiểu ạ. Nếu như mà cậu còn vi phạm, còn làm thơ về tôi, trong lớp cậu không chịu nghe giảng, thì tôi bắt cậu viết 100.000 bản, chứ không phải 1.000 bản như bây giờ nha. Dạ em hiểu. Thôi được rồi, cậu vào lớp học đi. Dạ. Anh nói gì? Anh Hùng mở quán bán sinh tố hả? Ừ. Sang lại của một cựu sinh viên, thằng Hùng làm chủ quán, còn anh làm quản lý. Quán chỉ còn thiếu nhân viên thôi. Anh nói giỡn hay nói chơi vậy? Tiền đâu ra mà anh Hùng sang được quán bán sinh tố vậy? Thằng Hùng nó có nhà tài trợ giấu mặt mà. Với lại quán cũng nhỏ thôi. Bộ anh Hùng chịu sự giúp đỡ của gia đình hả? Không, thằng Hùng nó có Mạnh Thường Quân giấu mặt. Vậy thôi, biết vậy thôi, đừng hỏi nhiều nữa. Kỳ vậy ta? Có thiệt không? Thiệt, không tin hỏi Hùng đi. Hả? Tôi đi hỏi á. Cái đồ nhiều chuyện. Còn cái bà này nghe lén nữa. Tại sao nói chuyện với nhỏ này vậy trời? Anh Hùng, nghe nói anh Hùng định mở quán sinh tố hả? Sao Nhi biết? Nhi đi guốc trong bụng của anh Hùng mà. Nhi nghe Quy Mập nói anh đang cần người đúng không? Nhi sẽ qua giúp. Chắc là thôi, tại vì quán Hùng đủ người rồi. Anh Hùng đừng có xạo Nhi. Nhi nghe Quy Mập nói là cần người dữ lắm. Nhi sẽ qua giúp, không có lấy công đâu. Cứ coi như á là Nhi thực tập cách tự lập cho mình nha. Vậy cho Nhi qua giúp nha. Ok. Chắc chắn nha. Nha. Quá phiền. Dạ, để em dắt xe cho thầy.
Thôi các em tập trung vào việc của mình đi. Thầy với cậu Hành về trước. Dạ. Hôm nay ngày khai trương cô tới mở hàng. Hy vọng là em mua may bán đắt cả năm nha. Dạ. Em cảm ơn cô. Em cảm ơn thầy. Cô, có em ở đây phụ cho Hùng bán quán thì chắc chắn là sẽ rất đông khách. Dạ. Hy vọng là vậy. Nhưng mà các em nè, nhớ đừng có lo kinh doanh mà bỏ bê việc học nghe không? Dạ. 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 Thôi thầy cô về nha. Thôi thầy cô về dạ, nha. Dạ, chào thầy cô. Dạ. Vô. Mình vô đi. Thôi thầy cô về nha. Dạ, chào thầy dạ. cô. Đây, cái gì vậy? Trời ơi, người ta là Hoa đã có chủ rồi. Nhưng mà, dáng chưa đóng thuyền mà. Thôi, đi vô với em. Thôi, anh về làm thơ đây, buồn quá. Vậy anh không có lại phụ em hả? Anh đang buồn, giúp em mà em xui cả năm sao? À, anh Giọng. Ủa, nhà thơ của tụi mình đi đâu vậy? Chuyện của người ta. Chắc tới giờ anh ta lên cơn rồi. Hùng ơi. Ủa, chị Lan, anh Hùng có khách quý kìa. Lan, chúc mừng ngày khai trương. À, cảm ơn Lan. À, mời Lan ngồi. Mà sao Lan biết hôm nay Hùng khai trương? Hùng định kinh doanh mà giấu sao? Quên rằng Lan học trường kinh tế hả? Là tao nói đó. À. À, để em chỗ tài nha. Là thế sao? Quán trang trí đẹp đó. À, sao làm biến mà tới đây vậy? Biết rồi còn hỏi. Tất cả là do Hùng thiết kế đó. Chỉ thay đổi một chút thôi. À, chào chị Lan. Chị có muốn uống một cái gì đó nhân ngày khai trương để ủng hộ quán không? Tất nhiên là có rồi. Nhìn cho chị một ly nha. Sao chị biết tên em? Chị có nghe Hùng nói về em mà. Thì ra anh Hùng có nói về em với chị hả? Mà hình như chị hơn anh Hùng 2 tuổi đúng không? Sao chị xưng hô như bạn bè vậy? Đã là bạn bè thì không có giới hạn tuổi tác. Mà Nhi có định cho chị thưởng thức sinh tố không? Ý tưởng trang trí là của Hùng hả? Đúng rồi. Cảm ơn em. Chị. À, Lan, sinh tố ngon không? Ngon lắm. Chị Lan. Tôi muốn nói chuyện với chị có rảnh không? Lan sắp phải vô học rồi. Có gì Nhi nói lẹ ha. Được.
Tôi muốn hỏi chị có mối quan hệ như thế nào với anh Hùng hả? Thì ra Nhi tới về chuyện này à? Chị không được phép quyến rũ anh Hùng đâu đó. Chị có biết anh Hùng với tôi có mối quan hệ với nhau như thế nào không hả? Chị biết mối quan hệ giữa Nhi và Hùng. Và chị cũng biết Nhi đang nghĩ gì và muốn gì. Nhưng mà chị cũng nói để Nhi biết, nếu như chị có yêu Hùng hay là không yêu Hùng thì đó là việc riêng của chị. Tự chị biết mình phải làm gì mà. Thôi, đến giờ chị phải vô lớp rồi. Chào Nhi nha. Thầy Minh ơi, thầy Minh ơi. Thầy Minh ơi, có nhà không thầy Minh? Dạ. Hạnh mới đến hả? Dạ, em đi công chuyện ngang đây, sẵn tiện em ghé qua thăm thầy. Hạnh ngồi chơi. Dạ. Hạnh thấy sao? Dạ, thấy gì ạ? Thì căn nhà này nè, Hạnh thấy thế nào? Em thấy cũng gọn gàng, dễ thương. À. Mời Hạnh uống nước. Dạ, em cảm ơn thầy. Anh. Ủa, hình như Hạnh thấy nóng hả? Dạ, em cũng có chút chút. Nhưng mà nếu như mà có nực á thì nhà của anh cũng đâu có máy lạnh đâu. Thiệt ngại quá, xin lỗi Hạnh là hôm nay bị cúp điện. Em thấy có cái quạt nè. Hạnh lấy giùm Minh. Cảm ơn Hạnh. Thì thật ra thì nhà anh không có máy lạnh, nhưng mà có anh ở đây, anh sẽ làm cho em mát hơn. Thôi, để em quạt cho nha. Hạnh nè. Dạ. À mà Hạnh có đói bụng không? Thiệt tình anh hỏi kỳ quá. Thôi để anh chạy ra sau bếp, anh nấu món gì cho em ăn nha. Thường thì Hạnh thích ăn món gì? Dạ, món gì cũng được ạ. À, anh nhớ hình như trong tủ lạnh á còn thịt bò nè, rồi rau muống, rồi đậu hũ nữa. Hạnh thích làm món nào? Anh, em thấy hay là mình làm cái món thịt bò xào rau muống đi. Vậy cũng được. Thôi, Hạnh đợi anh nha, anh làm liền. Dạ. Yeah. Hai bạn uống gì á? Nghe nói hôm nay á quán khai trương có giảm giá hả bạn? Đúng rồi. Thức ăn thì mình giảm giá 30%, còn thức uống mình giảm giá 50%. Mời bạn coi menu. Coi. Cho em hai ly sinh tố bơ. Đợi một lát.
Đại thấy gì không? Ừ? Sao? Tuyết Nhi á, tao thấy dạo này cũng được á. Ấy da, mày lại nghĩ bậy nữa rồi đó. Lan hãy thu xếp công việc giúp Hồng luyện thi được không? Không có Lan á, Hồng không kiếm được ai hết. Dạ đây, mời hai anh. Em phải ngồi đây chơi với anh chứ. Ông chủ mặt mày hãm tài như vậy, sao quán đông khách được? Thời gian này, Lan có chút việc bận, nên không có thời gian dạy kèm Hùng. Hùng tìm người khác đi nha, chúc Hùng học tốt. Hùng đã nhắn tin cho ai vậy? Tuyết Nhi à, hãy lo làm việc đi. Nếu không muốn bị mất việc. Ai nói người ta tới đây vì công việc chứ? Mình làm như vậy có nên không? Anh nói gì? Nhờ bà Nhi hả? Em á cũng có công tham gia thiết kế không gian quán chứ bộ. Chị á là không giúp anh Hùng mỗi ngày đứng quán bán được thôi. Tại vì em cứ giấu cái nhan sắc tiềm ẩn của em đằng sau xe hủ tiếu. Chứ nếu như em chịu đứng tiếp khách giống như Tuyết Nhi, bảo đảm khách vô nùm nợp luôn. Lúc đó Hùng đếm tiền mỏi cả tay luôn. Đúng không Hùng? Anh Hùng bị gì vậy? Chắc tương tư hay sao? Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi té cái đùi. Người trước mặt á thì không thương, cứ thương người ở đâu á chứ cho buồn gì không biết nữa. Đúng rồi đó Thơm, Thơm nên rút kinh nghiệm đau thương từng Hùng để tránh những thương đau về sau cho mình. Không, trời ơi, trời ơi, người ơi, người nỡ lòng nào nỡ giày xé trái tim tùng. Ông này á đúng là không khỏi danh vọng khùng á. Khùng là đúng rồi, gần đất xa trời rồi mà còn bị thất tình, tỉnh sao nổi. Người trẻ mà còn buồn á, huống chi người già ha. Đến nỗi đó sao? Để suy nghĩ lại. Tình yêu như trái táo mọc ở trên cành cây, trái táo rụng xuống đầu. Nói gì nữa thì làm cho ta bất tỉnh, bất tỉnh là không tỉnh, mà không tỉnh có nghĩa là khùng. Giống như anh với thằng Hùng, gọi là bị khùng. Vì tụi anh đang yêu, yêu mà bị khùng, yêu. Ủa? Ủa? Dạ. Chào anh nè. À. Chào anh, mời anh ngồi. Anh ơi, anh làm ơn cho em được gặp Phạm Nhân, Lê Quý Công, tức Công Xéo anh. Anh cho xem giấy tờ. Dạ đây.
Nè anh, anh có mối quan hệ như thế nào với phạm nhân Lê Quý Công? Dạ, em là bạn của anh Công à. Đối với trường hợp này, anh không phải là thân nhân, chúng tôi không thể giải quyết được. Mời anh về. Anh ơi, em xin anh, cho em gặp anh Công chút xíu đi anh. Tôi đã nói rồi, anh không phải là thân nhân, chúng tôi không thể giải quyết được. Mời anh về. Chào anh. Mời hai anh. Cảm ơn em. Ông chủ, thấy mướn nhân viên đẹp như vậy có lợi ghê chưa? Lan. À, khách quý của ông chủ ghé thăm. Mời chị Lan vào. Chào Huy. Lan ngồi đi. Chị Lan uống gì để Điệp lấy cho. Nhân viên quán thân thiện như vậy, hèn gì quán đông khách là phải rồi. Chứ làm sao, Hùng có miếng cơm thì Huy cũng phải có chút cháo chứ. Chờ chị một ly sinh tố dừa. Uống cho đẹp da đúng không? Da đẹp sẵn rồi, uống cho đẹp hơn nữa hả? Đẹp như vậy trách sao không có người trồng cây si. Cho hai ly trà đá. Mà sao Lan lại đi tới đây? Lan đến đây tìm Hùng để nói chuyện về việc dạy kèm Hùng. Lan thay đổi không muốn dạy Hùng nữa hả? Lan thấy Hùng không có nhiều thời gian để học, cho nên... Không, có chứ, Hùng có thời gian để học chứ. Lan yên tâm đi. Lan chưa nói hết mà. Ý của Lan là Lan sẽ đến đây dạy kèm cho Hùng. Thật á? Nếu mà được như vậy thì tốt quá, chỉ sợ là phiền Lan thôi. Không được. Vừa học vừa làm, sao mà kinh doanh được chứ? Bộ, chị muốn phá hỏng con đường kinh doanh của ảnh hả? Nhi, em mà nói chừng mực một chút đi. Bộ Nhi nói không đúng sao? Anh học, vậy quán ai mà quản lý chứ? Nhưng mà, đây là chuyện của anh. Anh không cần em quan tâm. Lan uống đi. Cảm ơn. Thôi, Lan phải về đây. Lan để điện thoại ở nhà, cho nên là Lan sợ ba lo. Vậy ngày mai Lan tới dạy Hùng nha. Thôi, Lan về nha. Thôi Lan về nha. Dạ. Để ông lấy xe cho. Lan về nha. Em đi đâu mà không nghe điện thoại của anh? Chuyện riêng của tôi, anh hỏi làm gì?
Em đi gặp thằng học trò cưng của em phải không? Ừ, thì sao? Nè, anh buông ra đi, anh làm gì vậy? Anh cấm em, kể từ nay không được dạy thêm cho nó nữa. Anh có quyền gì mà cấm tôi? Anh là người yêu của em, được chưa? Tất cả đã chấm dứt rồi. Anh sẽ nói với ba em về chuyện này.